Chào các bạn, chúng ta cùng nhau đến với chương cuối cùng của môn vật lý đại cương 2. Đó là chương vật lý nguyên tử. Nội dung chính của chương này bao gồm: Phần 1. Nguyên tử hydro theo quan điểm của cơ học lượng tử. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về nguyên tử kim loại kiềm. Phần quan trọng nhất trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về moment động lượng và moment từ của electron, chuyển động quanh hạt nhân, hiệu ứng Riemann thường, khái niệm spin của electron, cấu trúc tế vi của nguyên tử. Và cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên lý Pauli và bảng tuần hoàn các nguyên tố của Mendeleev năm 1913 để giải thích sự tán xạ của các hạt alpha qua lá kim loại mỏng. Rutherford đã đưa ra mẫu hành tinh về nguyên tử. Theo mẫu này, nguyên tử gồm một hạt nhân tích điện dương, chung quanh có các electron chuyển động, khối lượng của hạt nhân gần bằng khối lượng của nguyên tử. Điện tích âm của các electron về giá trị bằng giá trị điện tích dương của hạt nhân. Nhưng theo thuyết điện tử cổ điển, các electron chuyển động có gia tốc quanh hạt nhân tất yếu phải bức xạ, ra năng lượng, và cuối cùng sẽ rơi vào hạt nhân. Nguyên tử sẽ không còn tồn tại. Đó là một khó khăn mà mẫu nguyên tử Rutherford gặp phải. Thêm nữa, khi làm cho khí hydro phát sáng, bằng cách phóng điện qua một ống đựng khí hydro ở áp suất thấp, rồi phân tích ánh sáng đó bằng kính quang phổ, người ta thu được những vạch quang phổ. Đó là một hệ các vạch màu, nhỏ nét nổi bật trên nền đen. Thực nghiệm cho thấy các dãy vạch, dãy tử ngoại Lyman, dãy hồng ngoại Pasen, dãy quang phổ thấy được ban me, vân vân. Các sự kiện đó, và nhiều sự kiện khác, vật lý cổ điển không giải thích được. Trước tình hình đó, Niels Bohr đã đưa ra các tiên đề và khắc phục được những khó khăn trên, ngay trước khi cơ học lượng tử ra đời. Bohr trở thành một trong những người đặt nền móng cho môn cơ học mới, khi ông bắc một nhịp cầu giữa hai thế giới vật lý, thế giới vĩ mô và thế giới vi mô. Chúng ta cùng nhắc lại các tiên đề của Bohr. Tiên đề thứ nhất là tiên đề về các trạng thái dừng. Theo Bohr, nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Khi ở trong các trạng thái dừng thì nguyên tử không bức xạ. Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, electron chỉ chuyển động quanh hạt nhân, trên những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định, gọi là các quỹ đạo dừng. Đối với nguyên tử hydro, thì bán kính các quỹ đạo dừng tăng tỷ lệ với bình phương của các số nguyên liên tiếp. Chúng ta có thể thấy, trên màn hình là bảng các quỹ đạo dừng đối với nguyên tử hydro, và tên của các quỹ đạo tương ứng. Bán kính R0 bằng 0,53 angstrom, được gọi là bán kính Bohr thứ nhất. Theo Bohr, bình thường nguyên tử ở trạng thái dừng có năng lượng thấp nhất, và electron chuyển động trên quỹ đạo gần hạt nhân nhất. Đó là trạng thái cơ bản. Khi hấp thụ năng lượng, thì nguyên tử chuyển lên các trạng thái dừng có năng lượng cao hơn, và electron chuyển động trên những quỹ đạo xa hạt nhân hơn. Đó là các trạng thái kích thích. Tiên đề thứ hai của Bohr là tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử. Theo Bohr, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng cao, En, sang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn, Em, thì nó phát ra một photon có năng lượng đúng bằng hiệu En, trừ Em. Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trong các trạng thái dừng có năng lượng thấp, Em, mà hấp thụ được một photon có năng lượng đúng bằng hiệu En, trừ Em, thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao En. Ở đây, chúng ta cần lưu ý, nguyên tử chỉ hấp thụ năng lượng và chuyển lên mức năng lượng cao hơn nếu photon chiếu tới có năng lượng thích hợp, kể cả photon có năng lượng lớn, nhưng không đúng bằng hiệu hai mức năng lượng thì nguyên tử cũng không hấp thụ được. Từ các tiên đề đã đưa ra, Bohr đã giải thích được hiện tượng quang phổ phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hydro. Theo đó, khi electron chuyển từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp hơn thì nó phát ra một photon có năng lượng hoàn toàn xác định, đúng bằng hiệu hai mức năng lượng cao và thấp. Mỗi photon có tần số ứng với một sóng ánh sáng đơn sắc, có bước sóng lambda, bằng C trên nu, tức là ứng với một vạch quang phổ, có một màu hay một vị trí nhất định. Điều đó lý giải tại sao quang phổ phát xạ của nguyên tử hydro là quang phổ vạch. Như vậy, Niels Bohr lần đầu tiên thực hiện ý tưởng lượng tử hóa năng lượng hạt chuyển động, trong trường lực. Tuy nhiên, lý thuyết này không thể coi là lý thuyết hoàn chỉnh về các hiện tượng trong nguyên tử. Mô tả nguyên tử với các đại lượng vật lý cổ điển, Bohr đơn giản chỉ bắt các electron chuyển động trên quỹ đạo dừng, phát sóng điện từ. Lý thuyết này cũng không mở rộng thành công được cho các nguyên tử phức tạp hơn. Những khó khăn nêu trên, đến nay đã được cơ học lượng tử giải quyết trọn vẹn. Để cụ thể, ta vận dụng cơ học lượng tử cho nguyên tử hydro, một nguyên tử đơn giản nhất trong bảng hệ thống tuần hoàn Mendeleev. Chúng ta đều đã biết, nguyên tử hydro bao gồm một hạt nhân mang điện tích dương 1, và xung quanh hạt nhân có một electron mang điện tích âm 1. Chọn gốc O của hệ tọa độ X, Y, Z tại nhân của nguyên tử hydro, và R là khoảng cách từ electron đến hạt nhân. Thế năng tương tác giữa hạt nhân và electron là U, bằng chữ E bình phương trên 4pi, epsilon 0, R. Hàm sóng Percy của electron là nghiệm của phương trình Schrödinger, như trên màn hình. Trong đó ME là khối lượng của electron. Ta phải tìm năng lượng E và hàm sóng Percy của electron. Vì thế năng U chỉ phụ thuộc vào khoảng cách R.
mà không phụ thuộc vào vector error, nên bài toán có tính đối xứng cầu. Do đó, để thuận tiện, ta giải bài toán này trong hệ tọa độ cầu. Ta thực hiện việc đổi biến từ hệ tọa độ Descartes sang hệ tọa độ cầu, và thu được phương trình Schrödinger trong tọa độ cầu như trên màn hình. Chúng ta sẽ không đi sâu vào phương pháp giải phương trình Schrödinger nói trên, mà chủ yếu quan tâm đến các kết quả thu được khi giải phương trình trên. Đặt hàm Percy error, theta, phi thành tích của hàm error và hàm y. Trong đó hàm error gọi là hàm xuyên tâm, chỉ phụ thuộc vào độ lớn của vector error, còn hàm cầu y, phụ thuộc vào các góc theta và phi. Kết quả giải phương trình Schrödinger cho ta một số kết quả quan trọng sau. Đầu tiên, chúng ta thu được biểu thức của năng lượng như trên màn hình. Trong đó, có thể thấy, năng lượng của nguyên tử hydro bị lượng tử hóa, tức là nhận những giá trị rời rạc, phụ thuộc vào số tự nhiên n. N được gọi là số lượng tử chính. Nếu đưa vào hằng số Rydberg error, ta có thể thu được biểu thức đơn giản hơn của năng lượng, En, bằng trừ R nhân H trên N bình phương. Với giá trị của hằng số Rydberg, hằng số Planck ta đã biết, tích R nhân H là đại lượng có đơn vị năng lượng, đổi sang electron volt, chính bằng 13,6. Là một đại lượng rất quen thuộc với các bạn từ thời phổ thông. Tiếp theo, nói về hàm sóng thể hiện trạng thái của nguyên tử hydro, người ta nhận thấy, hàm xuyên tâm R phụ thuộc vào hai số lượng tử là N và L, trong đó N là số lượng tử chính đã nói ở trên, L được gọi là số lượng tử quỹ đạo. Còn hàm cầu y là một hàm số phụ thuộc vào hai số lượng tử, là L, tức số lượng tử quỹ đạo, và M, gọi là số lượng tử từ. Như vậy, hàm sóng của electron trong nguyên tử hydro là một hàm phức tạp, phụ thuộc vào ba số lượng tử. Chắc các bạn còn nhớ, trong bài toán hạt trong giếng thế một chiều, chiều cao vô hạn, năng lượng của hạt, cũng như hàm sóng của nó chỉ phụ thuộc vào một số lượng tử chính mà thôi. Còn đối với electron trong nguyên tử hydro, năng lượng phụ thuộc vào số lượng tử chính, còn hàm sóng phụ thuộc vào cả ba số lượng tử. Tức là phức tạp hơn rất nhiều. Số lượng tử chính N là các số tự nhiên, 1, 2, 3, vân vân. Số lượng tử quỹ đạo L, lấy các giá trị từ 0, 1, 2, cho đến N trừ 1. Còn số lượng tử từ lấy các giá trị đối xứng là 0, cộng trừ 1, cộng trừ 2, vân vân cho đến cộng trừ L. Dạng cụ thể của các hàm số R và Y rất phức tạp. Trên màn hình thể hiện một số dạng cụ thể của các hàm đó. Trong các bài toán, chúng ta sẽ được cho trước các hàm số này. Việc của chúng ta cần phải làm, đó là xác định được đúng trạng thái của nguyên tử, từ đó xác định được các số lượng tử N, L và M. Sau đó chúng ta có thể tra ra được các hàm cầu và xuyên tâm này, rồi ghép vào nhau để được hàm sóng thể hiện trạng thái của electron trong nguyên tử hydro. Hằng số A trong các hàm số xuyên tâm nói trên, được cơ học lượng tử tính toán chính xác, và nó chính bằng bán kính Bohr thứ nhất mà chúng ta đã nói ở trước. Từ các kết quả thu được, chúng ta đi đến một số kết luận sau. Kết luận thứ nhất, chúng ta cùng nhắc lại, đó là, năng lượng của electron phụ thuộc vào số nguyên N. Ứng với mỗi số nguyên N có một mức năng lượng, như vậy, năng lượng biến thiên gián đoạn. Ta nói năng lượng bị lượng tử hóa, N là số lượng tử chính. Ta thấy năng lượng E âm, đó là do electron trong nguyên tử hydro bị hạt nhân hút. Khi N tiến dần đến vô cùng thì E sẽ tiến đến 0. Như vậy, năng lượng tăng theo số lượng tử chính N. Mức năng lượng thấp nhất là E1, ứng với N bằng 1, được gọi là mức năng lượng cơ bản. Các mức năng lượng lần lượt tăng theo thứ tự. Càng lên cao, các mức năng lượng càng xích lại gần nhau và khi N bằng vô cùng, năng lượng biến thiên liên tục. Sơ đồ các mức năng lượng trong nguyên tử hydro được biểu diễn trên hình. Ta có thể thấy, E vô cùng bằng 0, khi đó electron không chịu sức hút của hạt nhân nữa, nó đã bứt ra khỏi nguyên tử và trở thành electron tự do. Lúc này, năng lượng của nó biến thiên liên tục. Chừng nào electron còn ở trong nguyên tử, còn bị hạt nhân hút thì nó ở trạng thái liên kết, và năng lượng biến thiên gián đoạn, năng lượng bị lượng tử hóa và có giá trị âm. Trong vật lý nguyên tử, mức E1 được gọi là mức K, hay lớp K, mức E2 là mức L, hay lớp L, E3 là mức M, hay lớp M, vân vân. Kết luận thứ hai chúng ta có thể thấy, đó là với kết quả năng lượng thu được, sẽ giúp giải thích sự cấu tạo vạch của quang phổ hydro. Khi không có kích thích bên ngoài, electron bao giờ cũng ở trạng thái ứng với mức năng lượng thấp nhất, đó là trạng thái bền. Dưới tác động của kích thích bên ngoài, như bắn phá nguyên tử bằng một hạt nào đó, hay chiếu bằng tia X, thì electron sẽ thu được năng lượng, và nhảy lên mức năng lượng En cao hơn nào đó. Trạng thái ứng với mức năng lượng cao hơn này được gọi là trạng thái kích thích. Electron ở trạng thái kích thích trong thời gian rất ngắn, khoảng 10 mũ trừ 8 giây, sau đó lại trở về trạng thái năng lượng Em thấp hơn. Trong quá trình chuyển rời đó, electron sẽ bức xạ ra một năng lượng dưới dạng bức xạ điện từ, nghĩa là phát ra một photon hay một vạch quang phổ. Theo định luật bảo toàn năng lượng của photon phát ra đó phải bằng hiệu hai mức năng lượng. Từ đó, ta có được công thức tính tần số nhiêu của vạch quang phổ, ứng với sự chuyển rời từ mức En về mức Em.
Trong đó, nhắc lại, Erzur lớn là hằng số Richter, bằng 3,29 x 10 mũ 15 giây mũ trừ 1, tức là Hertz, cũng chính là đơn vị của tần số nhiêu. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với thực nghiệm, và cũng tương tự như kết quả mà Niels Bohr đã giải thích. Cụ thể, với M bằng 1, ta có tập hợp các vạch quang phổ tạo thành một dãy gọi là dãy Lyman. Các vạch thuộc dãy này nằm trong vùng tử ngoại, vì hiệu mức năng lượng khá lớn. Với M bằng 2, ta thu được dãy Balmer. Các vạch quang phổ trong dãy này nằm trong vùng khả kiến, gồm 4 vạch là H-alpha màu đỏ, H-beta màu lam, H-gamma màu tràm và H-delta màu tím. Các vạch khác của dãy Balmer nằm trong vùng tử ngoại. Tương tự như vậy, với M bằng 3, ta có tập hợp các vạch thuộc dãy Pasen, hiệu mức năng lượng trong các chuyển giới này khá nhỏ, và các vạch này đều thuộc vùng hồng ngoại. Với M bằng 4, ta có dãy Brackett nằm trong vùng hồng ngoại. Ngoài ra, còn có những dãy nghe tên lạ hoắc nữa, mà với kỹ thuật hiện đại, người ta đã khám phá ra. Ví dụ, với M bằng 5, ta có dãy Perfunder, vân vân và vân vân. Kết luận thứ 3, đó là từ biểu thức năng lượng, ta có thể tính được năng lượng ion hóa của nguyên tử hydro. Đó là năng lượng cần thiết để bứt electron ra khỏi nguyên tử. Rõ ràng là, năng lượng này, bằng năng lượng cần thiết để đưa electron từ mức thấp nhất E1, đến mức E vô cùng, bằng 0. Năng lượng đó, chúng ta dễ dàng tính được, bằng 13,6 electron volt. Kết quả này cũng đã được thực nghiệm xác nhận là hoàn toàn chính xác. Kết luận thứ 4, đó là tìm độ suy biến của mức năng lượng En. Trạng thái lượng tử của electron được biểu diễn bằng hàm Percy, phụ thuộc vào 3 số lượng tử N, L, và M. Do đó, nếu ít nhất một trong ba số lượng tử N, L và M thay đổi, ta đã có một trạng thái lượng tử khác. Bây giờ, chúng ta sẽ xem với mỗi giá trị của N, tức là với mỗi mức năng lượng En, có thể có bao nhiêu trạng thái Percy N, L, M khác nhau. Theo cơ học lượng tử, với N đã cho, L lấy các giá trị từ 1 đến N trừ 1. Với L đã cho, có 2L cộng 1 giá trị của M khác nhau, gồm 0, cộng trừ 1, cộng trừ 2, đến cộng trừ L. Như vậy, với N đã cho, có thể có N bình phương trạng thái lượng tử Percy khác nhau, ít nhất ở một trong ba số lượng tử. Trong khi đó, năng lượng En của electron trong nguyên tử hydro chỉ phụ thuộc vào số lượng tử chính N. Do đó, ứng với mỗi mức năng lượng En, có N bình phương trạng thái. Ta nói, mức năng lượng En suy biến bội N bình phương. Người ta ký hiệu trạng thái lượng tử theo các số lượng tử, cụ thể bằng Nx, trong đó N là số lượng tử chính, còn x tùy thuộc vào số lượng tử quỹ đạo L. Cụ thể, với L bằng 0, ta có trạng thái S, với L bằng 1, ta có trạng thái P, với L bằng 2, ta có trạng thái D, với L bằng 3, ta có trạng thái F. Ví dụ, nếu ta có một trạng thái ký hiệu là 2P, tức là trạng thái này, ứng với số lượng tử chính N bằng 2 và số lượng tử quỹ đạo L bằng 1. Kết luận thứ 5, được rút ra từ hàm sóng Percy, đã thu được thông qua việc giải phương trình Schrödinger. Với hàm sóng ấy, chúng ta có thể tìm được xác suất tồn tại của hạt electron ở một trạng thái đã cho, trong thể tích V nào đó. Vì bình phương mô đun hàm sóng là mật độ xác suất, nên xác suất tồn tại của hạt trong thể tích V được tính theo tích phân trên màn hình. Ở đây, trong môn toán, các bạn đã biết phần tử thể tích dV được chuyển từ hệ tọa độ đề các vuông góc sang hệ tọa độ cầu. Phần tích phân phụ thuộc vào R, biểu diễn xác suất tìm hạt tại một điểm cách hạt nhân một khoảng cách là R, tức là xác suất xem hạt nằm trên các mặt cầu bán kính R. Còn thành phần tích phân phụ thuộc các góc theta và phi, biểu diễn xác suất để tìm thấy hạt theo các góc, tức là xác suất hạt nằm ở đâu, ở hướng nào, phương nào, trên mặt cầu vừa nói ở trên. Để dễ hiểu, chúng ta xét một ví dụ cụ thể, đó là trường hợp trạng thái cơ bản, ứng với N bằng 1, tức là L bằng 0, M bằng 0. Khi đó, hàm xuyên tâm R1 không có dạng, 2A mũ trừ 3 phần 2, nhân với E mũ trừ R trên A, từ đó, mật độ xác suất tìm hạt tại mặt cầu bán kính R nhỏ sẽ là 4A mũ trừ 3, nhân N E mũ trừ 2 R trên A, nhân với R bình phương. Lấy đạo hàm biểu thức trên theo R, rồi cho đạo hàm bằng 0, ta tìm được giá trị của R để mật độ xác suất này là cực đại. Dễ thấy, mật độ xác suất đạt cực trị tại R bằng 0 và R bằng A. Giá trị R bằng 0 bị loại, vì hạt electron không thể ở trong hạt nhân, điều này mâu thuẫn với hệ thức bất định Heisenberg. Với R bằng A, đây chính là cực đại xác suất. Ta đã biết A bằng 0,53 angstrom, khoảng cách này bằng bán kính của nguyên tử hydro theo quan điểm cổ điển. Do đó, để minh họa, ta có thể coi electron chuyển động quanh hạt nhân như một đám mây electron, đám mây này dày đặc nhất ở khoảng cách ứng với xác suất cực đại, tức R bằng A. Khái niệm quỹ đạo ở đây được thay thế bằng khái niệm xác suất tìm hạt. Nguyên nhân sâu xa cũng do electron có lưỡng tính sóng hạt. Tính chất đặc thù này có ở từng vi hạt riêng lẻ, không riêng gì electron, mà còn ở các vi hạt khác như photon, proton, neutron, vân vân.
Chính vì lẽ đó, Dirac, một trong những người lập ra cơ học lượng tử đã nói, hạt phô tông tự giao thoa với chính mình. Cuối cùng, ta tìm xác suất tồn tại của hạt theo góc. Đối với trạng thái cơ bản, tức là trạng thái S ứng với số lượng tử quỹ đạo L bằng 0. Khi đó, mật độ xác suất tìm hạt theo góc là bình phương mô đun hàm cầu. Tuy nhiên hàm cầu Y00 trong trường hợp này chỉ là 1 trên căn 4 pi, không phụ thuộc gì vào các góc. Thế cho nên phân bố xác suất có tính đối xứng cầu, nghĩa là theo mọi phương, mọi hướng đều như nhau. Trên màn hình chúng ta có thể thấy, đối với trạng thái cơ bản của hydro, tức trạng thái S, electron phân bố đều xung quanh hạt nhân, và tập trung chủ yếu ở mặt cầu bán kính 0,53 angstrom. Đối với các trạng thái khác, như trạng thái P, trạng thái D, trạng thái F, chúng ta cũng sẽ tính toán được xác suất phân bố khác nhau, theo khoảng cách đến hạt nhân, cũng như theo các hướng khác nhau, phụ thuộc vào 3 số lượng tử N, L và M. Trên màn hình, màu xanh thể hiện sự phân bố electron ở trạng thái P, tức L bằng 1, với 3 giá trị của số lượng tử từ M, bằng 0, cộng trừ 1. Màu đỏ cam thể hiện sự phân bố electron ở trạng thái D, tức L bằng 2, với 5 giá trị khác nhau của số lượng tử từ M, bằng 0, cộng trừ 1, cộng trừ 2. Trên màn hình là hình ảnh mô phỏng các đám mây electron, ở những trạng thái khác nhau. Có thể thấy, đối với các số lượng tử càng lớn, sự phân bố electron càng phức tạp hơn. Nguyên tử hydro là nguyên tử đơn giản nhất. Để nghiên cứu nguyên tử này, có thể dùng phương pháp giải tích tương đối đơn giản. Đối với các nguyên tử khác, bài toán phức tạp hơn nhiều, người ta phải dùng các phương pháp gần đúng và phương pháp tính bằng số. Tuy nhiên đối với các kim loại kiềm, nhiều kết quả quan trọng có thể thu được tương đối đơn giản. Trong bảng hệ thống tuần hoàn Mendeleev, các kim loại kiềm nằm ở sau các khí hiếm, liti sau heli, natri sau neon, kali sau argon, vân vân và nhiều hơn các khí hiếm tương ứng một electron. Các nguyên tử khí hiếm được đặc trưng bằng tính bền vững. Để ion hóa các khí hiếm, cần phải có một năng lượng rất lớn. Các kim loại kiềm hóa trị một và khá dễ dàng ion hóa. Do đó, cấu tạo lớp electron của kim loại kiềm rất đặc trưng. Nếu nguyên tử kim loại kiềm có Z electron, thì Z trừ 1 electron của nguyên tử tạo thành cấu trúc nguyên tử khí hiếm, còn electron ngoài cùng liên kết rất yếu, với các electron bên trong và hạt nhân. Như vậy, Z trừ 1 electron đầu tiên, và hạt nhân tạo thành một lõi có điện tích dương E, còn electron ngoài cùng chuyển động trong trường hiệu dụng này và được gọi là electron hóa trị. Do đó, tính chất hóa học của các nguyên tử kim loại kiềm về cơ bản giống tính chất của nguyên tử hydro. Các nguyên tử kim loại kiềm là những nguyên tử đồng dạng hydro, tuy không hoàn toàn. Electron ngoài cùng, phần nào làm biến dạng lớp Z trừ 1 electron đầu tiên, và làm thay đổi trường của các electron này. Thế năng của trường, trong đó electron hóa trị chuyển động, có thể biểu diễn dưới dạng như trên màn hình. Các số hạng có chứa C1 trên R bình phương, C2 trên R mũ 3, là các hiệu chỉnh xét đến sự khác nhau giữa các nguyên tử kim loại kiềm và nguyên tử hydro. Trong tính toán, ta giới hạn xét đến số hạng hiệu chỉnh thứ nhất. Do có xét đến sự hiệu chỉnh này, nên năng lượng của electron hóa trị trong nguyên tử kim loại kiềm bây giờ được tính bằng công thức như trên màn hình. Trong đó XL được gọi là số hiệu chỉnh phụ thuộc vào số lượng tử quỹ đạo L. Số hiệu chỉnh này có giá trị khác nhau ứng với các trạng thái khác nhau. Trong các sách giáo khoa và sách bài tập, người ta gọi số hiệu chỉnh này là số bổ chính Zb. Trên màn hình là bảng các giá trị XL cho một số nguyên tố kim loại kiềm ở các trạng thái khác nhau. Như vậy, năng lượng của electron hóa trị của kim loại kiềm phụ thuộc vào cả số lượng tử chính N và số lượng tử quỹ đạo L, khác với nguyên tử hydro chỉ phụ thuộc vào N. Tức là, đối với kim loại kiềm, hai mức năng lượng ứng với số lượng tử N, nhưng với các số L khác nhau thì sẽ không trùng nhau. Trong vật lý nguyên tử, mức năng lượng được ký hiệu bằng Nx, N là số lượng tử chính, còn X tùy thuộc vào số lượng tử quỹ đạo L. Cũng tương tự như cách ký hiệu trạng thái đối với nguyên tử hydro, ở đây, chúng ta ký hiệu mức năng lượng S nếu L bằng 0, P nếu L bằng 1, D nếu L bằng 2, F nếu L bằng 3. Chúng ta chú ý, ở đây các chữ S, P, D, F được viết hoa, để thể hiện những mức năng lượng khác nhau. Trên bảng chúng ta thấy các mức năng lượng cho các lớp K, L, M. Như các bạn thấy, đối với nguyên tử hydro, thì trạng thái 1S trong lớp K ứng với một mức năng lượng, các trạng thái 2S, 2P trong lớp L ứng với một lớp năng lượng, 3S, 3P, 3D trong lớp M ứng với một mức năng lượng. Nhưng đối với nguyên tử kim loại kiềm, trong các lớp K, L, M, các trạng thái S, P, D lại có năng lượng khác nhau, và được ký hiệu thành mức 1S lớn, mức 2S lớn, 2P lớn, 3S lớn, 3P lớn, 3D lớn, vân vân. Để sắp xếp các mức năng lượng theo thứ tự tăng dần từ thấp đến cao, các bạn đã được biết trong môn hóa học ở phổ thông cách vẽ sơ đồ, như trên màn hình. Năng lượng tăng dần theo dấu mũi tên màu đỏ, tức là 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, vân vân.
Quy tắc này được gọi là quy tắc Kleszczykowski hay quy tắc Madelung. Các mức năng lượng được sắp xếp từ thấp đến cao, sao cho tổng N cộng L tăng dần. Nếu cùng một giá trị N cộng L thì trạng thái nào có N nhỏ, sẽ ở mức thấp hơn. Chính vì vậy mức 4S ứng với N bằng 4, L bằng 0, tổng bằng 4. Còn với mức 3D, ứng với N bằng 3, L bằng 2, tổng là 5. Do đó, mức 3D có năng lượng cao hơn mức 4S. So sánh mức 3D và 4P, ta thấy, tổng N cộng L đều bằng 5, nhưng vì 3 nhỏ hơn 4 nên mức 3D lại có năng lượng thấp hơn 4P. Đó chính là các quy tắc tạo lên giản đồ, mà một số cô giáo dạy hóa học phổ thông gọi với cái tên rất lãng mạn, giản đồ mưa. Trên màn hình, chúng ta có thể thấy các mức năng lượng của một số nguyên tử kim loại kiềm đầu tiên, như liti, natri, kali. So với hydro mỗi lớp lớn K, L, M, N chỉ có một mức năng lượng, thì ở các nguyên tử kim loại kiềm, ở các lớp lớn đó đều có sự phân mức năng lượng tiếp thành các mức nhỏ hơn, và được gọi là lớp con, S, P, D, F, v.v. Tương tự như đối với nguyên tử hydro, khi có kích thích bên ngoài, electron hóa trị chuyển từ trạng thái ứng với mức năng lượng thấp, sang trạng thái ứng với mức năng lượng cao hơn. Sau khi ở trạng thái kích thích trong một thời gian ngắn, khoảng 10 mũ trừ 8 giây, nó chuyển về trạng thái ứng với mức năng lượng thấp hơn, và tỏa ra năng lượng dưới dạng bức xạ điện từ, nghĩa là phát ra một photon mang năng lượng. Tuy nhiên, việc chuyển mức năng lượng này không phải tùy ý như nguyên tử hydro. Vì các mức năng lượng phụ thuộc vào số lượng tử quỹ đạo L, nên việc chuyển mức năng lượng tuân theo quy tắc delta L bằng cộng trừ 1. Quy tắc này gọi là quy tắc lựa chọn, tức là không thể từ mức năng lượng S, L bằng 0, lại chuyển về mức năng lượng S, L bằng 0, hoặc không thể từ mức năng lượng P, L bằng 1, lại chuyển về mức năng lượng P, L bằng 1, tức là delta L bằng 0, cũng không thể từ mức năng lượng D, L bằng 2, về mức năng lượng S, L bằng 0, vì khi đó delta L bằng trừ 2. Ta lấy ví dụ, đối với nguyên tử liti gồm 3 electron, 2 electron gần hạt nhân chiếm mức năng lượng là 1S. Còn electron hóa trị, khi chưa bị kích thích chiếm mức năng lượng 2S, mức thấp nhất ứng với N bằng 2 và L bằng 0. Theo quy tắc lựa chọn, electron hóa trị ở mức cao hơn chuyển về mức 2S, tức là L bằng 0, chỉ có thể từ các mức NP, với L bằng 1 và N bằng 2, 3, 4, v.v. Để về mức 2P, thì mức cao hơn có thể là NS, với L bằng 0, khi đó N phải bằng 3, 4, 5 trở lên. Hoặc mức cao hơn cũng có thể là ND, với L bằng 2, khi đó N cũng phải từ 3, 4, 5 trở lên. Đối với trạng thái ND, N không thể bằng 2 được, vì L đã bằng 2 rồi, thì N ít nhất cũng là L cộng 1, tức là bằng 3. Từ đó, chúng ta có thể thấy, sự tạo thành vạch quang phổ đối với các kim loại kiềm cũng tương đối phức tạp. Đối với liti, mức năng lượng thấp nhất là 2S, và đối với các chuyển rời từ những mức năng lượng NP cao hơn, về mức thấp nhất này tạo thành dãy chính. Đối với các chuyển rời về mức năng lượng 2P từ các mức NS, được gọi là dãy phụ 2, cũng chuyển về mức 2P, nhưng từ các mức ND, được gọi là dãy phụ 1. Và đối với các chuyển rời về mức 3D từ các mức NF được gọi là dãy cơ bản. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu sâu hơn, chuyển động của electron quanh hạt nhân nguyên tử. Đại lượng đầu tiên, chúng ta nói về moment quỹ đạo L. Tương tự như trong cơ học cổ điển, electron quay quanh hạt nhân nên có moment quỹ đạo L. Nhưng vì electron quay quanh hạt nhân không có quỹ đạo, do đó ở mỗi trạng thái, vector L không có hướng xác định. Cơ học lượng tử đã chứng minh được rằng, độ lớn của vector L có giá trị xác định bằng căn bậc 2 của L nhân L cộng 1, nhân với H. Trong đó, L là số lượng tử quỹ đạo, lấy các giá trị từ 0, 1, 2 đến N trừ 1. Chúng ta thấy, độ lớn của vector moment quỹ đạo bị lượng tử hóa. Ngoài ra, hình chiếu của vector L lên một phương Z bất kỳ được xác định theo hệ thức LZ bằng MH. Trong đó M chính là số lượng tử từ, lấy các giá trị 0, cộng trừ 1, cộng trừ 2, đến cộng trừ L. Nghĩa là, với mỗi trị số cho trước của L có 2 L cộng 1 trị số, của M, tức là hình chiếu của vector L trên phương Z, cũng chỉ nhận 2 L cộng 1 giá trị gián đoạn. Công thức LZ bằng MH, lượng tử hóa hình chiếu moment động lượng tương ứng với những hướng xác định của vector L trong không gian nên công thức này được gọi là công thức lượng tử hóa không gian. Trên màn hình, các bạn có thể quan sát thấy các trường hợp ứng với L bằng 3, khi đó độ lớn của vector moment L bằng căn 12 của H. Tuy nhiên, vector L cũng chỉ định hướng theo 7 phương xác định như trên màn hình, chứ không phải định hướng theo tất cả các phương, và do đó, hình chiếu lên phương Z bất kỳ chỉ nhận một số giá trị xác định, trong trường hợp này là 0, cộng trừ H, cộng trừ 2H, cộng trừ 3H. Tương tự như vậy, với trường hợp L bằng 2, hình chiếu LZ chỉ nhận 5 giá trị, bằng 0, cộng trừ H, cộng trừ 2H. Trường hợp L bằng 1, hình chiếu L nhận 3 giá trị là 0, cộng trừ H. Khi electron quay xung quanh hạt nhân, tương đương với một dòng điện có chiều ngược với chiều chuyển động của electron.
Như trong phần từ trường chúng ta đã học, dòng điện tròn này sẽ có một moment từ, định hướng ngược chiều với moment động lượng L. Chiều của vector L được xác định theo chiều quay của hạt electron, còn chiều của vector moment từ mu được xác định theo chiều dòng điện, cả hai đều theo quy tắc vặn nút chai hoặc quy tắc cái đinh ốc. Chúng ta đều biết, moment động lượng được tính bằng mvr. Cường độ dòng điện Y được định nghĩa là điện lượng chuyển qua trong một đơn vị thời gian, cho nên nó bằng E trên T, với T là chu kỳ quay của electron. Chu kỳ T được tính bằng 2pi r trên V, nên ta có cường độ dòng điện bằng EV trên 2pi r, với r là bán kính quỹ đạo. Theo kiến thức từ trường, moment từ của dòng điện được tính theo công thức là Y nhân S, với S là diện tích của mặt phẳng mà dòng điện giới hạn, hoàn toàn tương tự bài toán dòng điện chạy trong một khung dây kín gây ra moment từ. Thay cường độ dòng điện tính ở trên vào công thức tính moment từ, ta dễ dàng suy ra moment từ bằng E nhân VR trên 2, tức là bằng E trên 2ML lần độ lớn của vector moment động lượng L. Dưới dạng vector, chúng ta có thể viết vector mu bằng trừ E trên 2M nhân với vector L. Vector mu được gọi là vector moment từ quỹ đạo. Vì vector moment quỹ đạo L không có hướng xác định cho nên, vector moment từ quỹ đạo mu cũng không có hướng xác định. Tỷ số gamma bằng E trên 2 lần ME, được gọi là tỷ số từ hồi chuyển. Hình chiếu của moment từ này, lên một phương Z bất kỳ cũng tỷ lệ với hình chiếu của moment quỹ đạo L. Vì LZ bằng MH, nên ta suy ra, mu Z bằng trừ M nhân với EH trên 2 ME, tức là bằng trừ M nhân với mu B. Trong đó, mu B bằng EH trên 2 ME, được gọi là magneton Bohr, có giá trị bằng 10 mũ trừ 22 ampere mét vuông. Như vậy, hình chiếu moment từ của electron quay quanh hạt nhân lên một phương Z bất kỳ, bao giờ cũng bằng số nguyên lần magneton Bohr, nghĩa là bị lượng tử hóa. Thường người ta chọn phương Z bất kỳ là phương của từ trường, do đó số nguyên M được gọi là số lượng tử từ. Cơ học lượng tử cũng chứng minh được rằng, khi electron chuyển trạng thái, thì sự biến đổi của M phải tuân theo quy tắc lựa chọn, delta M bằng 0 hoặc cộng trừ 1. Các kết quả này được dùng để giải thích hiện tượng Riemann thường. Người ta đặt một nguồn khí hydro phát sáng vào giữa hai cực một nam châm điện. Nếu quan sát các bức xạ phát ra theo phương vuông góc với vector từ trường, thì thấy mỗi vạch quang phổ của nguyên tử hydro bị tách thành ba vạch xích nhau. Hiện tượng tách vạch quang phổ khi nguyên tử đặt trong từ trường, gọi là hiện tượng Riemann thường, hay hiệu ứng Riemann thường. Vì electron có moment từ mu, nên khi nguyên tử hydro đặt trong từ trường ngoài B, electron có thêm năng lượng phụ, delta E. Phần thế năng từ này được tính trong chương từ trường bằng trừ tích vô hướng của vector mu nhân vector b. Nếu ta chọn phương z là phương của từ trường b, ta sẽ có năng lượng này chính bằng trừ mu z nhân b, mà mu z bằng trừ m nhân với magneton Bohr, nên delta e bằng m nhân magneton Bohr nhân b. Và cuối cùng, năng lượng tổng của electron sẽ là e phẩy bằng e cộng với m nhân magneton Bohr nhân b. Nếu electron chuyển từ trạng thái ứng với năng lượng E2 phẩy sang trạng thái ứng với năng lượng E1 phẩy thấp hơn, thì nó sẽ phát ra một bức xạ điện từ có tần số nhiêu phẩy, được tính theo công thức E2 phẩy trừ E1 phẩy trên H. Với E2 phẩy bằng E2 cộng với M2 nhân magneton Bohr nhân với B, E1 phẩy bằng E1 cộng với M1 nhân magneton Bohr nhân với B, ta có thể suy ra tần số nhiêu phẩy bằng tần số nhiêu cộng với delta M nhân magneton Bohr nhân B trên H. Theo quy tắc lựa chọn, delta M có thể nhận một trong ba giá trị là bằng 0, bằng cộng trừ 1, nên tần số nhiêu phẩy có thể nhận ba giá trị khác nhau, là nhiêu trừ đi magneton Bohr nhân B trên H, nhiêu cộng với magneton Bohr nhân B trên H, và một giá trị chính bằng nhiêu. Nghĩa là, trong từ trường ngoài, một vạch quang phổ bị tách thành ba vạch, trong đó, có một vạch trùng với vạch cũ. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu khái niệm spin của electron. Trước hết, chúng ta nói về các sự kiện thực nghiệm, đã xác nhận sự tồn tại của spin electron, đó là sự tách vạch quang phổ kim loại kiềm, và thí nghiệm của Einstein và De Haas. Khi phân tích vạch quang phổ của các kim loại kiềm, bằng các quang phổ kế có độ phân giải cao, người ta đã phát hiện được rằng, mỗi vạch quang phổ bức xạ thực tế tách thành hai vạch, nghĩa là vạch đó là một vạch kép. Cụ thể là, đối với nguyên tử natri, người ta quan sát thấy không phải một vạch A xác định bởi sự chuyển rời 2P về 1S, mà hai vạch B, C rất gần nhau có các bước sóng lambda 1 bằng 5895,93 angstrom và lambda 2 bằng 5889,96 angstrom. Vạch như vậy gọi là vạch kép đôi. Đối với các nguyên tử kim loại kiềm khác, quan sát bằng những quang phổ kế tinh vi ta thấy cấu trúc của các vạch quang phổ còn phức tạp hơn nữa, được gọi là cấu trúc bội của phổ. Có một điểm cần chú ý là, trong hiệu ứng Riemann thường, sự tách một vạch thành ba vạch chỉ xảy ra khi có từ trường ngoài, còn vạch kép đôi BC của các kim loại kiềm được quan sát thấy ngay cả khi không có từ trường ngoài. Sự tách vạch như vậy chứng tỏ mức năng lượng của nguyên tử kim loại kiềm không chỉ phụ thuộc vào hai số lượng từ N và L, mà còn phụ thuộc vào một đại lượng phụ nào đó, đã làm thay đổi đôi chút năng lượng của mức.
Rõ ràng là, đại lượng này có độ lớn vào bậc của năng lượng tách các vạch, nó rất nhỏ. Có thể đoán nhận rằng, electron phải có thêm một bậc tự do nữa, ảnh hưởng đến quá trình bức xạ. Nếu ký hiệu số lượng tử tương ứng với bậc tự do này là S, gọi là spin, thì có thể nói rằng, mức năng lượng của electron bây giờ phụ thuộc vào ba số lượng tử, N, L và S, nghĩa là E bằng EN, L, S. Một sự kiện nữa xác nhận sự tồn tại của spin, đó chính là thí nghiệm của Einstein và De Haas. Nội dung của thí nghiệm như sau. Treo một thanh sắt từ bằng sợi dây thạch anh, sao cho thanh có thể quay chung quanh trục của nó. Một ống dây điện, có dòng điện bao quanh thanh, để từ hóa thanh. Gọi vector L là moment động lượng của tất cả các electron trong thanh, và vector mu là moment từ của chúng. Từ phần điện từ, chúng ta đã biết giữa L và mu có liên hệ với nhau. Nếu dòng điện thay đổi, dẫn đến từ trường thay đổi và moment từ mu cũng thay đổi, thì moment quỹ đạo L cũng thay đổi và dây treo bị xoắn. Dựa vào độ xoắn này, người ta có thể xác định được vector L, và kiểm nghiệm được giá trị của tỷ số mu trên L. Đối với electron, tỷ số mu trên L phải âm, vì điện tích của electron bằng trừ E, thực nghiệm đã xác nhận, sự tư hóa của sắt từ, gây bởi chuyển động của các electron. Nhưng thí nghiệm của Einstein và De Haas lại cho kết quả là, tỷ số mu trên L, không phải bằng trừ E trên 2 lần ME, mà bằng trừ E trên ME. Đối với chuyển động quỹ đạo của electron, thì trong cơ học cổ điển cũng như cơ học lượng tử, tỷ số đó phải bằng trừ E trên 2 lần ME. Nhưng nếu thừa nhận sự từ hóa chất sắt từ, không phải do chuyển động quỹ đạo của các electron, mà do spin của electron thì người ta nhận thấy rằng, tỷ số mu trên L phải bằng trừ E trên ME, phù hợp với kết quả thực nghiệm. Từ các sự kiện thực nghiệm trên và một số thực nghiệm khác, đến năm 1925, Uhlenbeck và Goldsmith đã đưa ra giả thuyết rằng, electron, tự nó có moment cơ riêng và moment từ riêng, không liên quan đến chuyển động của nó trong không gian. Giả thuyết này gọi là giả thuyết về spin của electron. Moment cơ riêng gọi là moment spin, ký hiệu bằng vector S, và tương ứng moment từ spin ký hiệu là vector mu S. Thực nghiệm chứng tỏ, không riêng gì electron, mà các vi hạt khác như proton, neutron, cũng có spin. Sự tồn tại của spin được xác nhận từ trước khi cơ học lượng tử ra đời. Cơ học lượng tử đã chứng minh rằng, tương tự như moment động lượng quỹ đạo L, moment cơ riêng S cũng lấy những giá trị gián đoạn. S bằng căn bậc 2 của S nhân với S cộng 1 nhân H. Trong đó, S bằng 1 phần 2, được gọi là số lượng tử spin. Hình chiếu của moment spin lên một phương Z bất kỳ, là SZ bằng MS nhân với H, bằng cộng trừ H trên 2. Trong đó MS bằng cộng trừ 1 phần 2, được gọi là số lượng tử hình chiếu spin. Đối với hai trạng thái lượng tử này, thường dùng thuật ngữ spin hướng lên trên, hoặc hướng xuống dưới. Do đó, để xác định trạng thái lượng tử của electron cần phải ghi rõ định hướng của spin. Như vậy, ứng với moment quỹ đạo L, electron có moment từ quỹ đạo mu. Ứng với moment spin S, electron có moment từ spin mu S. Theo thí nghiệm của Einstein và De Haas, mu S bằng trừ E trên ME, nhân với S, và tương ứng, hình chiếu trên một trục Z nào đó, là mu SZ bằng trừ E trên ME nhân với SZ, VS bằng cộng trừ H trên 2, nên ta suy ra mu SZ bằng trừ cộng của E nhân H trên 2 ME, tức là trừ cộng Mayer-Tonbor. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với thực nghiệm. Người ta tìm cách minh họa spin như một đại lượng đặc trưng cho chuyển động tự quay của hạt quanh trục riêng của nó, giống như chuyển động tự quay của trái đất quanh trục của chính mình, được thực hiện đồng thời với chuyển động xung quanh mặt trời. Tuy nhiên, cách giải thích như thế mâu thuẫn với thuyết tương đối của Einstein. Thực vậy, giá trị cực đại của moment spin S thu được nếu coi toàn bộ khối lượng của electron tập trung trên bề mặt xích đạo của electron. Trong trường hợp này, để xác định vận tốc V của các điểm trên mặt xích đạo, ta có phương trình ME nhân V nhân RE bằng S, trong đó ME và RE lần lượt là khối lượng và bán kính của electron. Từ phương trình trên rút ra, V bằng S trên ME, RE. Dễ thấy, S có độ lớn cỡ H, tức là 10 mũ trừ 34, ME bằng 9,1 nhân 10 mũ trừ 31, tức là cỡ 10 mũ trừ 30, kích thước electron cỡ 10 mũ trừ 15. Từ đó, ta tính được vận tốc cỡ 10 mũ 11 m trên giây. Như vậy, cách minh họa spin như trên, dẫn tới kết quả vận tốc V trên mặt xích đạo của electron, lớn hơn vận tốc ánh sáng, do đó không thể chấp nhận được. Spin là một đại lượng thuần lượng tử. Khi chuyển sang cơ học cổ điển, hằng số Planck H tiến dần đến 0 và spin sẽ bằng 0. Do đó, spin không có sự tương tự cổ điển và không chấp nhận cách giải thích cổ điển. Trong cơ học lượng tử phi tương đối tính với nền tảng là phương trình Schrödinger, spin được đưa vào để khớp lý thuyết với thực nghiệm, nó không được rút ra một cách tự nhiên từ lý thuyết. Đến năm 1928, Paul Dirac đã khai quát hóa lý thuyết lượng tử với trường hợp chuyển động tương đối tính của vi hạt. Cơ sở của cơ học lượng tử tương đối tính chính là phương trình Dirac, lần đầu tiên được viết cho electron.
từ phương trình Dirac, số lượng tử spin xuất hiện một cách tự nhiên, giống như ba số lượng tử N, L, M khi giải phương trình Schrödinger. Do có moment spin S, nên moment toàn phần di của electron bây giờ, bằng tổng của moment quỹ đạo L và moment spin S, cơ học lượng tử, cũng đã chứng minh được độ lớn của di bằng căn bậc 2 của di nhân di cộng 1, nhân với H. Trong đó di được gọi là số lượng tử toàn phần. Số lượng tử di bằng trị tuyệt đối của L cộng trừ S, vì S bằng 1 phần 2, nên di bằng trị tuyệt đối của L cộng trừ 1 phần 2. Do có xét đến spin, nên trạng thái lượng tử của electron bây giờ phụ thuộc vào 4 số lượng tử N, L, M và S hay N, L, M và Z. Hai trạng thái lượng tử được coi là khác nhau nếu ít nhất một trong 4 số lượng tử khác nhau. Trên đây, ta đã tính được là ứng với một số lượng tử chính N có tất cả N bình phương trạng thái lượng tử khác nhau. Nếu xét thêm sự khác nhau do spin, tức là với một trạng thái lúc trước, bây giờ tính thêm spin của electron, sẽ thành hai trạng thái khác nhau, ứng với hoặc spin định hướng lên và ứng với spin định hướng xuống. Như vậy, sẽ có tất cả hai N bình phương trạng thái khác nhau, ứng với một số lượng tử chính N. Sự có mặt của moment từ spin, cho phép giải thích được vạch kép đôi của quang phổ kim loại kiểm, tức là một vạch quang phổ đơn, tách thành hai vạch xích nhau. Bản chất của hiện tượng là do moment từ spin của electron tương tác với từ trường, gây bởi chuyển động quỹ đạo của electron quanh hạt nhân. Tương tác này được gọi là tương tác spin quỹ đạo. Do tương tác này, mức năng lượng của electron ở trạng thái kích thích sẽ tách thành hai mức con, tạo thành cấu trúc tinh tế, hay còn gọi là cấu trúc tế vi của các vạch quang phổ. Tóm lại, năng lượng toàn phần của electron trong nguyên tử phụ thuộc vào ba số lượng tử N, L và Z. Trong vật lý nguyên tử, trạng thái của electron được ký hiệu bằng nxg, mức năng lượng được ký hiệu bằng n2xg, trong đó n là số lượng tử chính, x bằng s, p, d, f, tùy thuộc vào l, bằng 0, 1, 2, 3. Chỉ số 2 ở phía trên, bên trái chữ x, chỉ cấu tạo bội kép của mức năng lượng. Trên màn hình là bảng các trạng thái và mức năng lượng có thể có của electron hóa trị trong nguyên tử hydro và kim loại kiểm. Như vậy, đối với các nguyên tử chỉ có một electron hóa trị, như nguyên tử hydro và các nguyên tử kim loại kiểm, các mức năng lượng có cấu tạo kép, riêng các mức năng lượng S, ứng với L bằng 0, không có cấu tạo bội. Trên mỗi mức S, có hai trạng thái electron khác nhau về sự định hướng của moment spin. Còn đối với mức năng lượng P, tức L bằng 1, sẽ có hai mức nhỏ là P 1 phần 2, tức Z bằng 1 trừ 1 phần 2, và P 3 phần 2, tức Z bằng 1 cộng 1 phần 2. Tương tự như vậy, mức năng lượng D sẽ có hai mức nhỏ là D 3 phần 2 và D 5 phần 2. Mức F sẽ có hai mức nhỏ là F 5 phần 2 và F 7 phần 2. Như đã biết, do có xét đến spin, năng lượng của electron trong nguyên tử phụ thuộc vào ba số lượng tử là N, L và Z. Khi chuyển từ mức năng lượng cao hơn sang mức năng lượng thấp hơn, các số lượng tử L và Z phải tuân theo quy tắc lựa chọn như sau. Đối với L, vẫn tuân theo quy tắc delta L phải bằng cộng hoặc trừ 1. Đối với Z, delta Z chỉ có thể bằng 0 hoặc cộng trừ 1. Ví dụ, giải thích cấu tạo bội của vạch quang phổ đối với kim loại kiểm. Giả sử khi chưa để ý tới spin, ta có một vạch đơn ứng với sự chuyển mức năng lượng từ 3P về 2S. Nếu tính tới spin, ta sẽ có vạch kép, trong đó vạch thứ nhất ứng với sự chuyển mức năng lượng từ 3P 1 phần 2 về 2S 1 phần 2, vạch thứ hai ứng với sự chuyển mức năng lượng từ 3P 3 phần 2 về 2S 1 phần 2. Tương tự, nếu ta xét sự chuyển mức năng lượng từ 3D về 2P. Khi xét đến spin ta sẽ có 3 vạch như sau. Vạch thứ nhất ứng với chuyển từ 3D 3 phần 2 về 2P 1 phần 2, khi đó delta L bằng trừ 1, delta Z bằng trừ 1. Vạch thứ hai ứng với sự chuyển từ 3D 3 phần 2 về 2P 3 phần 2, khi đó delta L bằng trừ 1, delta Z bằng 0. Vạch thứ ba ứng với sự chuyển từ 3D 5 phần 2 về 2P 3 phần 2, khi đó delta L vẫn bằng trừ 1, delta Z cũng bằng trừ 1. Sự chuyển mức từ 3D 5 phần 2 về 2P 1 phần 2 không xảy ra vì vi phạm quy tắc lựa chọn, khi đó delta L bằng trừ 1 nhưng delta Z lại bằng trừ 2. Năm 1869, Mendeleev đã xây dựng nên hệ thống tuần hoàn của các nguyên tố hóa học và đã thiết lập nên bảng tuần hoàn trước khi hình thành môn cơ học lượng tử. Hệ thống tuần hoàn này cho phép rút ra những tính chất vật lý và hóa học cơ bản của các nguyên tố. Trên cơ sở này, Mendeleev đã tiên đoán được nhiều nguyên tố mà về sau thực nghiệm mới phát hiện được. Chúng ta sẽ sử dụng lý thuyết cơ học lượng tử để giải thích quy luật phân bố của các electron trong bảng tuần hoàn Mendeleev. Trước hết, chúng ta có một khái niệm mà các bạn đã được học ở môn hóa phổ thông trung học, đó là cấu hình electron. Cấu hình electron là sự phân bố các electron trong nguyên tử theo các trạng thái ứng với các số lượng tử N và L khác nhau,
Chúng ta đã biết, trạng thái chuyển động của electron cô lập trong trường Coulomb của hạt nhân được đặc trưng bằng 4 số lượng tử. Đó là số lượng tử chính N, nhận các giá trị từ 1, 2, 3, vân vân. Số lượng tử quỹ đạo L, nhận các giá trị từ 0, 1, 2, cho đến N-1. Số lượng tử từ M, nhận các giá trị 0, cộng trừ 1, cộng trừ 2, cho đến cộng trừ L. Như vậy, có tất cả 2 L cộng 1 giá trị. Và cuối cùng là số lượng tử hình chiếu spin, MS, nhận 2 giá trị cộng hoặc trừ 1/2, ứng với 2 định hướng lên trên hoặc xuống dưới của electron. Chúng ta cũng nhắc lại những kiến thức đã được nói ở các phần trước, đó là tập hợp các electron có cùng số lượng tử chính N, tạo thành lớp, hoặc lớp lớn, của nguyên tử. Ứng với N bằng 1, 2, 3, 4, 5, chúng ta có các lớp K, L, M, N, O. Trạng thái chuyển động quỹ đạo của các electron được đặc trưng bằng các chữ S, P, D, F, ứng với các số lượng tử quỹ đạo L bằng 0, 1, 2, 3, 4. Tập hợp các electron có cùng số lượng tử L tạo thành lớp con. Sự phân bố các electron trong bảng tuần hoàn, dựa trên hai nguyên lý cực tiểu năng lượng và nguyên lý Pauli. Nguyên lý cực tiểu năng lượng thực ra là một nguyên lý rất quen thuộc. Chúng ta đều biết, không chỉ trong các hệ vi mô của các vi hạt, mà trong bất kể một hệ nào, đều có xu hướng chiếm trạng thái cực tiểu năng lượng. Vì trạng thái cực tiểu năng lượng sẽ là trạng thái bền. Do đó, các electron sẽ được sắp xếp đầy các lớp bên trong trước, rồi mới đến lớp bên ngoài. Tức là hết lớp K, ứng với N bằng 1, rồi mới đến lớp L, ứng với N bằng 2 và tiếp tục ra ngoài. Tuy nhiên, theo quy tắc Kleczkowski, không phải lúc nào lớp trong cũng lấp đầy trước, ví dụ 4S sẽ đầy trước 3D. Tiếp theo là nguyên lý Pauli, theo đó ứng với mỗi trạng thái lượng tử, xác định bởi 4 số lượng tử N, L, M, MS có tối đa 1 electron. Nghĩa là, các electron phải có trạng thái khác nhau, không thể có trường hợp 2 electron ở cùng một trạng thái lượng tử. Như vậy, với một số lượng tử N, tức là trong lớp lớn, sẽ có tối đa 2 N bình phương trạng thái lượng tử khác nhau, và vì thế sẽ chỉ có tối đa 2 N bình phương electron mà thôi. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhìn một cách khái quát về số lượng electron cực đại trong từng lớp lớn, lớp con. Như đã nói ở trên, trong lớp K, tức là N bằng 1, sẽ chỉ có tối đa 2 electron. Trong lớp L, ứng với N bằng 2, sẽ có tối đa là 2 nhân 2 bình phương, tức là 8 electron. Tương tự thế, lớp M có tối đa 18 electron, lớp N có tối đa 32 electron. Trong mỗi lớp lớn, lại chia nhỏ thành các lớp con, ứng với các số lượng tử L khác nhau. Với mỗi số lượng tử L, sẽ có 2 L cộng 1 giá trị của số lượng tử từ M, nếu tính đến định hướng electron, sẽ có 2 nhân 2 L cộng 1 trạng thái khác nhau, và đó là số electron cực đại mà một lớp con có thể có. Trong lớp K, với N bằng 1, L chỉ nhận một giá trị duy nhất là 0, nên có một lớp con S. Theo lý luận ở trên, trong lớp con S có nhiều nhất 2 electron. Trong lớp L, với N bằng 2, L bằng 0 hoặc 1, tức là có 2 lớp con, S và P. Lớp S như đã nói, có tối đa 2 electron, còn lớp P, có tối đa 2 nhân với 2 cộng 1, tức là bằng 6 electron. Và tổng trong lớp lớn L có 2 cộng 6, đúng bằng 8 electron như nói ở trước. Tương tự như thế, đối với lớp M, với N bằng 3, L có 3 giá trị là 0, 1 và 2, tức là sẽ có 3 lớp con là S, P và D. Trong lớp S và P lần lượt có tối đa 2 và 6 electron, như vừa phân tích ở trên, còn lớp con D, với L bằng 2, có tối đa 2 lần, 2 nhân 2 cộng 1, bằng 10 electron, và tổng số electron tối đa của lớp lớn M là 2 cộng 6, cộng 10, bằng 18 electron. Bảng này sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về những lý luận và tính toán ở trên. Trạng thái của một electron được đặc trưng bởi 4 số lượng tử, N, L, M và MS. Từ đó, chúng ta có thể đếm được số lượng các electron, ứng với một đặc điểm cho chức nào đó. Ví dụ, một nguyên tử mà các lớp K, L, M đều đầy. Từ bảng này chúng ta có thể xác định số electron S là 2 ở lớp lớn K, cộng 2 ở lớp lớn L, cộng 2 ở lớp lớn M, bằng 6. Ví dụ tiếp theo, giả sử người ta hỏi số electron P, có số lượng tử từ M bằng 0. Từ bảng này ta thấy, lớp K, không có electron P, lớp L, có 2 electron P, mang số lượng tử từ M bằng 0, tương tự như vậy, trong lớp M, cũng có 2 electron P, mang số lượng tử từ M bằng 0. Vậy tổng số có 4 electron P, có số lượng tử từ M bằng 0? Đó chính là một số câu hỏi trong đề thi, cho nên các bạn phải hiểu được bảng này và đơn giản, chúng ta phải biết đếm. Chúng ta cũng nên luyện lại một số bài viết cấu hình electron, như đã từng làm ở các lớp trung học phổ thông. Vì đây cũng là một phần kiến thức mà chúng ta đã học. Trên màn hình, là bảng cấu hình electron của một vài nguyên tố đầu bảng tuần hoàn.
Rõ ràng, các electron sẽ lấp đầy theo thứ tự từ từng lớp con một, lớp nào có năng lượng thấp sẽ lấp đầy trước, lớp nào có năng lượng cao sẽ lấp đầy sau. Tuy nhiên, cũng có những ngoại lệ như chrome và đồng, một electron trong lớp có năng lượng thấp 4s, điền vào lớp có năng lượng cao hơn, 3d. Như vậy, mặc dù dịch COVID-19 đang hoành hành ở ngoài kia, thầy cho chúng ta cũng đã hoàn thành được chương trình của môn vật lý đại cương 2. Rất tiếc là được phân công dạy lớp chưa được bao lâu, còn chưa kịp nhớ hết tên học viên thì đã kết thúc học kỳ. Ô, nó cũng là cái duyên, cái số rồi, phải không các bạn trẻ? Dù sao cũng chúc các bạn có một cái kết đẹp trong kỳ học này, chúc các bạn một kỳ thi, đủ như kỳ vọng của mình. Ai muốn 10, có 10, ai muốn 9,5, có 9,5, ai muốn thì lại để bỏ qua chuyên cần, thường xuyên, thì hình như không được đâu các bạn ạ. Chúc các bạn thành công. Chào thân ái và quyết thắng.